ngộ độc ốc biển nói riêng và ngộ độc các loại hải sản biển nói chung là một trong những cái bệnh lý mà thường gặp do ăn các loại hải sản này. Hàng năm thì chúng tôi tiếp nhận cũng tùy theo mùa thì cũng có thể tiếp nhận có thể tới 100 ca hàng năm. Trong cái ngộ độc các loại hải sản và ốc đó thì mình có thấy là nó sẽ có hai cái nhóm độc chất mà chúng ta thường gặp nhất, đó là ngộ độc cái tetrodotoxin và cái thứ hai là savitoxin. Chủ yếu thì nó sẽ dẫn tới các cái triệu chứng là tê môi, tê bì dị cảm xung quanh vùng, đặc biệt là vùng hồng họng, vùng môi và hồng họng. Rồi sau đó nó có thể nó biến chứng nặng ở các cái cấp độ khác nhau mà người ta chia làm 4 cấp độ. Cấp độ 1 thì nó chỉ có là tê môi, tê miệng ở vùng hồng họng. Thế cấp độ 2 là cũng là tê môi dị cảm vùng hồng họng, nhưng nó có bắt đầu có triệu chứng là bắt đầu nói khó, nuốt vướng. Thế cấp độ 3 thì nó có thể nó dẫn tới một cái tình trạng là bắt đầu khó thở, co giật. Và cái cấp độ 4 là nó tê phù xung quanh toàn bộ cái vùng hầu họng, nó phù nề lên và bệnh nhân bị liệt cơ rất là nhanh. Liệt cơ và liệt cơ toàn thân, trong đó cái quan trọng nhất là liệt cơ hô hấp, làm cho bệnh nhân ngưng thở, dẫn tới tử vong nếu mà không có được cấp cứu điều trị kịp thời. Vấn đề mà quan trọng nhất là các cái độc chất này này nó không bị phá hủy bởi nhiệt. Do vậy thì dù có nấu chín thì nó cũng không có phá hủy được chất độc này và dẫn tới bệnh nhân vẫn bị ngộ độc. Do vậy thì cái quan trọng nhất là người ta phải nhận biết được các cái loại ốc độc. Còn nếu mà chúng ta không biết rõ thì tốt nhất là chúng ta tránh ăn các loại ốc lạ hoặc là các cái sản phẩm lạ mà chúng ta không biết.